Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần chia sẻ với những người là thân chủ của Sóng Tình UGB. Họ đang có con học cái khoa tâm lý, hoặc là họ có những người thân đã đi học tâm lý rồi nhưng mà thất nghiệp, không tìm được việc làm, hoặc là họ muốn trở thành một người tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, hoặc là trở thành một người tư vấn trong cái lĩnh vực bất động sản chẳng hạn. Nếu mà làm sao để có thể trở thành một người tư vấn và làm sao để có thể nói chuyện cho nhiều người nghe và làm sao để thuyết phục người khác tin và nghe theo mình, đó là một cái chuyện mà nhiều người làm thân chủ của Sóng Tình UGB cũng băn khoăn và hỏi Sóng Tình UGB về cái điều này. Tất nhiên là tôi biết khi các bạn là bậc cha mẹ, khi mà con của các bạn đã có cái xu hướng sở thích học một cái ngành nào đó mà các bạn nhìn xa trông rộng, các bạn thấy có một cái sự lo lắng. Âu cũng là cái lẽ đương nhiên, vì bạn biết rằng con bạn đang chọn một cái nghề rất là khó. Vậy thì tại sao hôm nay tôi làm cái chủ đề này? Vì tôi mong muốn cho người nghe hiểu được những cái khó trong nghề và những cái điều mà bạn phải đối diện. Bằng cái sự đam mê của bạn, bạn mới có thể làm được một cái nghề như ý mà bạn muốn được. Khi mà chính bản thân tôi không phải là một coach, là một người học về tâm lý, không phải là người chuyên tâm nghiên cứu về bất cứ các loại sách tâm lý nào, tại sao tôi lại có thể tư vấn tính phí cho các thân chủ được? Đây là cái câu hỏi mà nhiều người đến tư vấn tôi cũng đã đặt câu hỏi cho tôi. Và đặc biệt hơn nữa là trên toàn thế giới có 5 châu, thì bản thân Sóng Tình UGB đã được hân hạnh trở thành người tư vấn cho các vị thân chủ ở 4 châu. Châu Á là nhiều nhất, đến châu Mỹ, châu Úc, châu Âu. Châu Phi là bản thân Sóng Tình UGB chưa có thân chủ ở nước đó để tư vấn. Dù các bạn đang nghe chương trình của tôi, bạn không thích tôi, bạn có thể là xem thường tôi, bạn ghét tôi, nhưng bạn không thể phủ định được năng lực của tôi đã làm được những cái điều như vậy. Và tất nhiên có rất là nhiều người muốn biết là tại sao tôi lại làm được cái điều mà người đi học tư vấn tình yêu, hôn nhân, tâm lý không làm được. Trước khi bắt đầu vào cái phần chia sẻ chính thì tôi xin thành khẩn chắp tay khấn nguyện rằng lời nói của tôi trong phần chia sẻ này không mang một cái tâm kiêu ngạo, không làm tổn thương ai, chỉ mong muốn giúp cho người ta vững tâm và có cái tâm với nghề hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thế giới, người nói và người nghe đều nhận được lợi ích. Và bây giờ là cái phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay đây. Có những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn, đó chính là cái điều đầu tiên, tại sao tôi có thể làm được. Cái câu hỏi này tức là làm sao tôi có thể nói được một cách lưu loát, làm sao tôi có thể nhớ được câu chuyện của các bạn, làm sao tôi có thể truyền đạt đến nhiều người và nhiều tầng lớp và nhiều thế hệ, và làm sao tôi có thể làm được những cái chuyện như vậy. Và đặc biệt hơn nữa là trong lúc tư vấn, Sóng Tình UGB đã có cái dịp tư vấn cho cả gia đình, tư vấn cho cả mẹ và con, tư vấn cho hai chị em, tư vấn cho cả vợ cả chồng, tư vấn cho người thứ ba và người đàn ông, tư vấn cho cả mẹ chồng và con dâu cùng một lúc. Đó là cả một gia đình ngồi nghe Sóng Tình UGB nói. Bản thân cái điều này là một cái điều vinh dự của Sóng Tình Yêu. Tại sao mà tôi có thể làm được điều này? Thì đầu tiên, tôi đã là một thông dịch tiếng Nhật trước đây. Tôi đã từng có quá khứ làm cái công việc đứng trước mọi người. Tôi đã là một MC trong những cái chương trình, dẫn những cái chương trình hát múa trong công ty. Thì tôi là một người có khả năng dạn dĩ đứng trước mặt mọi người mà không sợ hãi. Tức là cái phản ứng của tôi trước những cái tình huống bất ngờ xảy ra là tôi có thể ứng phó được. Đó là điều đầu tiên. Và cái điều thứ hai đó chính là những trải nghiệm, thực nghiệm của tôi. Tôi đã đối đầu, đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Tôi đã vượt qua những cái sự khúc mắc trong tình cảm. Trước đây tôi đã ra một cái video mang tên gọi là thay đổi, chuyển hóa những cái tình huống khó trong cuộc sống và trong tình yêu. Thì có 13 tình huống rất là khó mà tôi đã vượt qua. Và tôi đã đem cái câu đố đó để tìm những cao nhân trong thiên hạ. Mỗi người mà giải được một câu đố sẽ được 600 ngàn. Nhưng mà chỉ vài người giải được một vài câu đố. Đó là câu đố dễ. Điều đó cho thấy rằng tôi đã có thể giải quyết được những vấn đề cực kỳ khó.
mà trong một cái tình huống rất ngắn tôi có thể ứng phó được những cái chuyện như vậy, thì tôi tự tin rằng tôi có thể giải quyết những cái vấn đề khúc mắc của những người khác. Cái điều thứ ba đó chính là thực tế tôi đã có một cái chút thành công trong cái lĩnh vực buôn bán bất động sản. Mặc dù có thể số tiền của tôi kiếm được là rất là nhỏ nhoi, nhưng mà có rất là nhiều người đã từ tay không mà làm nên sự nghiệp. Còn tôi là thuộc cái dạng tay mượn, tức là sao? Mượn tiền của người khác để mà làm thành tiền của mình, mượn tiền của ngân hàng để mà biến tiền của ngân hàng thành tiền của tôi. Thì tôi cũng kiếm được một số tiền nho nhỏ, nhưng mà số nho nhỏ đó cũng là cái số mà nhiều người khác phải ước ao khát khao. Đó chính là cái sự thành công của tôi trong những cái lĩnh vực mà tôi đã làm. Chính vì vậy tôi tự tin rằng tôi có thể đủ kinh nghiệm để truyền đạt cho bạn, để có thể trở thành một người giống như tôi. Để trở thành một người tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, đây có lẽ là một cái nhân duyên bất ngờ đến với tôi. Và cái điều này là cái điều trọng tâm nhất trong cái việc mà tôi đã trở thành một người tư vấn cho các bạn. Đó chính là Phật Pháp thay đổi thân tâm của tôi. Tôi không phải là một người truyền giáo nha các bạn nha. Nhưng mà vì tôi đã được tắm trong cái sự màu nhiệm của Phật giáo, nên tôi nói về những cái điều mà tôi đã trải nghiệm. Chứ tôi không có nói trong sách. Tôi đang nói về tôi, một con người đang sống, một con người đang truyền đạt cho bạn những cái điều mà tôi trải qua. Tức là niệm Phật, niệm chú, ngồi thiền, khai mở trí tuệ là điều có thật. Và tôi đã nếm trải những cái điều như vậy. Nhưng mà bạn hỏi tôi như thế nào thì tôi xin phép không có nói. Bởi vì mỗi một người có một cái ứng duyên, có một cái sự ứng nghiệm khác nhau. Chính vì vậy mà tôi không nói những cái điều thuộc về tôi là như vậy. Khi mà các bạn tư vấn cho người khác, có rất là nhiều thân chủ đặt cho tôi một câu hỏi là tại sao tôi luôn có một cái ba rem lời đáp sẵn mà tôi đã soạn ra hay sao để mà tư vấn cho mọi người. Thì xin thưa với các bạn là tôi không có một cái ba rem lời đáp nào sẵn hết và không ai dạy cho tôi cái nghề như thế nào được. Tức là cho dù bạn có muốn học mà bạn chưa chắc đã làm được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ở phần sau nhé. Có một người hỏi tôi rằng, chị ơi, chị đọc cái cuốn sách gì mà chị có thể trở thành một người tư vấn, chị dạy cho em với. Thì tôi nói thật là tôi chưa từng đọc cái cuốn sách tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình nào hết. Nhưng mà có một cuốn sách đã làm cho tôi khai mở tất cả mọi vấn đề. Đó chính là cái cuốn sách gọi là Kinh Kim Cang, mà một người Phật tử ở nước Canada đã in cái pháp danh Phổ Diệu Ngôn của tôi vào cái cuốn kinh đó và in phát cho mọi người. Thì khi mà tôi nhận được cái món quà từ cái người bạn đó, đầu tiên tôi đọc cái cuốn sách đó, đọc những cái cuốn sách, lật từng trang kinh, thì đến cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là khi mà bạn không còn chấp ngã thì tâm trí tuệ của bạn được khai sáng. Khi mà đọc đến cái câu nói đó, nước mắt của tôi chảy dài. Tôi không có buồn, mà không hiểu nước mắt ở đâu nó cứ chảy dài ra như vậy. Mà tôi không có chủ ý khóc, tôi đâu có buồn gì đâu mà tôi khóc. Nhưng khi đọc đến cái câu nói đó, tự nhiên tôi cảm thấy có cái sự chấn động và tôi đã hiểu được những cái chuyện mà tại sao và tại sao. Tôi đã giải đáp được những cái câu hỏi của chính mình. Chính là Phật Pháp khai mở trí tuệ. Để mà trở thành một người tư vấn thì bạn cần phải có cái gì? Theo tôi á, thì bạn cần phải có 4 chữ tâm. Khi mà bạn học để trở thành một người tư vấn tình yêu và gọi là một người tâm lý, thì đầu tiên bạn phải có chữ tâm. Bạn phải nghĩ đến, bạn cần phải có một cái tâm cứng. Tâm cứng để làm gì? Để mà bạn chủ động trong nhận thức này. Tâm cứng để làm gì? Để bạn chịu được những lời khen, chê, đả kích. Để bạn có thể tiếp nhận nó một cách tích cực để thay đổi bản thân bạn. Cái người mà làm tâm lý cũng phải là cái người sửa mình, để mà tự học hỏi và để dạy người khác nữa. Cái tâm cứng để làm gì? Để bạn đủ cao, để bạn nhấc mình ra khỏi cái giếng định kiến của bản thân, để ở một cái vị trí cao hơn, để mà nhìn xuống thấp, để mà nhìn ngang, nhìn thấu đáo, nhìn bao quát, tức là tầm nhìn của bạn không bị hạn chế. Bạn đừng có đứng ở cái cương vị ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên thì bạn chẳng thấy gì ngoài bạn với bầu trời. Khi mà bạn không có một cái tâm cứng, bạn sẽ rất là dễ bị dao động bởi vì thị phi lời khen chê. Người khen bạn sẽ làm cho bạn vui cả ngày, người chê bạn làm cho bạn sụp đổ.
cuộc sống của bạn, ý chí và nghị lực của bạn nó nằm ở trên đầu lưỡi của kẻ khác, thì bạn cũng không thể nào có được một cái sự tỏa sáng và một cái tâm bình an nhất định. Tâm của bạn phải cứng để làm gì? Để không tham tiền, để không tham danh, để không tham những cái bộ quần áo đẹp để trưng diện vào cho mình. Tâm cứng để mà có thể biết từ chối những cái sự cám dỗ đến với bản thân. Tâm cứng của bạn sẽ giúp cho bạn có được giá trị trong cái sự tĩnh lặng. Có những người sống trong sự tĩnh lặng không có được. Có những người yếu đuối phải ra nơi đông người mới sống được. Có những người sợ hãi cái sự tĩnh lặng. Đó chính là cái điều mà bạn phải đối diện khi mà bạn muốn thấu suốt những cái sự việc. Cái tâm thứ hai đó là tâm bình an. Khi mà bạn không có một cái tâm bình an, bạn sẽ không đủ sức để lan tỏa. Chỉ có một cái tâm bình an mới đủ sức lan tỏa tất cả những cái giá trị tốt đẹp đến cho nhiều người và mọi người. Bạn đủ bình an để cho đi. Bạn phải là cái người dẫn đầu. Bạn luôn đầy pin. Bạn đủ cái năng lượng tốt đẹp. Bạn đủ cái sự nhiệt huyết. Thì bạn mới có thể cho đi được. Khi bản thân bạn, cái tâm còn ích kỷ, nhỏ hẹp, làm sao bạn cho đi được? Cái tâm của bạn nó quá bé, làm sao mà trải đều và trải rộng và trải khắp ra được? Bản thân bạn còn giải quyết của bạn chưa xong, làm sao mà bạn có thể cho đi được? Cái tâm thứ ba mà bạn cần phải có đó chính là tâm trí tuệ. Cái tâm trí tuệ nó gói gọn ở nhiều góc độ. Thứ nhất là phải có trách nhiệm trong cái lời mình nói. Thứ hai, phải đối diện với cái cách giải quyết. Mình phải là người luôn luôn đúng để đưa ra cái tình huống không có sai cho người khác. Bạn phải nhận định sự việc sáng suốt. Bạn phải thấu đáo, nhìn, nghe, hiểu cái sự việc mà người ta đưa đến cho bạn. Cái tâm trí tuệ của bạn cũng phải đầy đủ yêu thương để mà nâng đỡ, dìu dắt những người đang yếu đuối trong cái phút khổ sở về tâm lý. Nhưng cái tâm trí tuệ của bạn cũng phải đủ mạnh mẽ để răn dạy và trừng phạt, cũng như là nói những cái lời rõ ràng, sáng suốt. Như thế nào, làm như thế nào để cho người ta biết. Bởi vì người đi tư vấn đã không đủ năng lực để giải quyết cái chuyện của mình, nên họ rất là tin vào cái người tư vấn. Mà người tư vấn thì không có hiểu đúng về cái điều mình đang nói, không có hiểu được là cái điều mình nói có cái sức ảnh hưởng như thế nào với họ. Có những người đi tư vấn hoàn toàn không nghe theo lời tư vấn, nhưng có những người đi theo và nghe theo lời người tư vấn như là một vị thần. Chính vì vậy, khi mà bạn sai trong cái tâm không sáng suốt của bạn thì cũng sẽ làm cho người khác bị sai. Cái điều thứ tư là cái tâm thứ tư của bạn cần phải có, đó chính là cái tâm bình đẳng và tâm yêu thương, đủ từ bi để mà hiểu được cái sự việc. Khi mà bạn không đủ cái tâm từ bi, không đủ cái tâm bình đẳng mà chạy theo một số những cái vị khách hàng có tiền thì biến bạn thành nô lệ của kẻ đó. Không phải vì họ nghèo mà bạn không tiếp đón họ một cách tử tế. Khi mà bản thân bạn tìm đến với sóng tình yêu GB, bạn nghĩ rằng video của bạn không được thực hiện bởi vì bạn tư vấn sóng tình yêu GB có 1 giờ thôi, như vậy là không đúng. Video nào hay, video nào có giá trị thì sẽ được làm. Trong những cái tình huống của bạn không thực sự đặc sắc và không mang lại một bài học có giá trị cho nhiều người, thì sóng tình yêu GB sẽ không bỏ thời gian ra để mà làm một cái video cho bạn. Mặc dù việc làm video với mình là không khó, mình chỉ cần đăng tải, để cái điện thoại trước mặt và gạch những cái đầu dòng là mình có thể nói được một bài nói rồi. Nhưng mà đó là tâm huyết, đó là cái sự nhìn nhận của mình để truyền tải những cái thông tin tốt đẹp đến cho nhiều người. Vậy thì cái câu chuyện của bạn có thực sự là một bài học cho kẻ khác hay không? Thì đó sẽ là một cái điều mà mình cân nhắc đến cái việc làm video của bạn. Chứ không phải là vì bạn đưa ra thật nhiều tiền thì mình sẽ làm video cho bạn. Hoặc là bạn nghĩ rằng bạn tư vấn ít nên mình không quan tâm đến bạn là không đúng. Khi mà các bạn muốn trở thành một ngôi sao thì các bạn phải đủ sức để tỏa sáng. Đúng không nào? Khi các bạn muốn tỏa sáng thì các bạn phải đủ mạnh để mà tỏa sáng. Năng lượng không có, cái tâm nhỏ hẹp làm sao mà tỏa sáng? Khi các bạn muốn là cái người dẫn đầu, các bạn muốn là cái người nói vạn người mê, nói để cho người ta yêu thích mình và làm những cái điều mà cho nhiều người để ý đến bạn. Nếu bạn không có một phong cách, bạn không có sự sáng tạo, bạn không có cái gì độc đáo hết, bạn không có cái viên ngọc ở trong người, làm sao mà bạn có thể dẫn đầu? Bạn phải là thủ lĩnh khi mà bạn có đủ sức mạnh
bạn có đủ từ bi và bạn đủ cái lòng bác ái khiến cho người ta nể phục bạn, thán phục bạn và tâm phục khẩu phục bạn nữa, thì bạn sẽ làm được cái vị trí ở người dẫn đầu. Khi mà bạn muốn có thật là nhiều tiền, muốn tỏa sáng, muốn lưu danh trong thiên hạ, thì bạn phải là người biết cho đi đã. Bạn cho đi những cái giá trị tốt đẹp của bạn, bạn cho đi kiến thức của bạn, bạn cho đi tài năng của bạn, bạn cho đi nội tài của bạn, bạn cho đi tiền bạc của bạn. Thậm chí có một số trường hợp bạn phải cho đi cái điều quý giá nhất trong con người của bạn. Cái câu hỏi mà mình đặt ra cho các bạn là điều gì quý giá nhất với bạn, nhiều người sẽ không trả lời được. Đó chính là hơi thở của bạn. Đó là cái điều quan trọng nhất mà Sóng Tình UGB muốn chia sẻ cùng với rất là nhiều người. Khi mà con của bạn, người thân của bạn muốn học một cái nghề, cái ngành mà nhiều người học, tốt nghiệp ra trường rồi vẫn không tìm được việc làm, thì phần chia sẻ của Sóng Tình UGB cũng sẽ là một cái điểm để các bạn căn cứ vào đó mà suy xét lại bản thân mình, cũng như là cái động lực, cái hướng để các bạn có thể vươn tới được cái tầm cao hơn cái vị trí mà bạn đang đứng ở hiện tại bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình UGB trong ngày hôm nay. Rất mong bài chia sẻ này sẽ là một cái điểm hữu ích và có giá trị đến những em đang học những cái ngành rất là khó. Khi các bạn mang đến cho cuộc đời những cái giá trị tốt đẹp, thì ở nơi các bạn phải có những giá trị tốt đẹp đó sẵn trong người, và phải siêng năng, phải đam mê, phải chịu khó, chịu khổ, phải dày công với nó. Không có cái gì đến với bạn một cách tự nhiên, không có cái gì mà bạn thụ hưởng nó được trong cái sự dễ dàng mà bạn không phải đánh đổi và trả giá bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe đến tận phút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.